Rồi ok anh em, mình là Nguyễn Phúc từ Photoshop trong con. Trong video này mình sẽ có 3 điểm lưu ý để làm sao chúng ta in hình ra để cho chúng ta chất lượng đẹp nhất. Ok, nếu như đây là lần đầu các bạn tới với video của mình, tới với channel của mình thì đừng quên kéo xuống chút xíu á, nhấn cái nút đăng ký, nút subscribe và nhấn cái nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để mình không bỏ lỡ bất kỳ video nào ra. Ok, chúng ta vào click vào. Ok, thứ nhất là về màu. Về màu thì nếu như các bạn có sử dụng máy chụp của các bạn chẳng hạn vậy, các bạn chỉnh hình của các bạn trên file RAW thì chúng ta để ý là chúng ta nếu chúng ta làm hiệu ứng màu thì các bạn làm nhẹ nhẹ thôi, chứ đừng làm gắt quá. Gắt quá thì khi in hình ra chúng ta sẽ nhìn thấy cái nét màu của mình trên những cái nét viền nó bị bể ra, nhìn nó rất là xấu. Rồi cái thứ hai, cái thứ hai trong cái phần 1 là các bạn để ý về cái phần một color profile của ta, các bạn cố gắng để là Adobe RGB nếu có thể ha. Các bạn sẽ để Adobe RGB nếu có thể. Thì tại vì sao? Tại vì với cái hệ màu Adobe RGB á thì nó sẽ cho chúng ta cái vùng màu tốt hơn. Và khi mà lỡ như mà hình chúng ta nó hơi quá màu hay như thế nào đó thì khi chuyển sang cho bên nhà in thì người ta cũng có thể có cái cơ sở để chúng ta có thể giảm bớt đi hoặc là tăng nhẹ lên như thế nào đó. Có thể giảm bớt đi làm sao cho nó phù hợp. Chứ còn nếu như các bạn để sRGB, tất nhiên là các, nếu không thể các bạn để sRGB cũng được, nhưng mà đại khái thế, nhưng mà nếu chúng ta lúc đầu làm cái hình chúng ta lỡ quá tay á, làm màu nó quá tay á, thì khi để sRGB chúng ta không giảm đi nhìn nó sẽ bị vỡ cái màu của chúng ta, nó sẽ không đẹp bằng khi giảm từ Adobe RGB xuống dưới ha. Thế nên nếu được, nếu có thể thì để Adobe RGB, còn không thì ok sRGB không vấn đề gì ha. Cái đó là cái lưu ý thứ nhất. Cái lưu ý số 2 ha, là chúng ta nên lưu file tiếp khi mà chúng ta gửi đi in. Lý do là bởi vì cái file tiếp như vậy nó giữ cái data của cái hình của chúng ta nó nhiều hơn so với lại cái JPEG. JPEG thì nó là file nén rồi, cho nên là nó sẽ không đẹp bằng so với lại tiếp. Tất nhiên là nó cái sự chênh lệch nó sẽ không quá nhiều, nhưng mà tại vì chúng ta cần phải đảm bảo cái hình chúng ta lỡ in rồi mà, in chất lượng cao hết cỡ đi, cho nên là chúng ta để file tiếp. Tất nhiên là khi chúng ta lưu file này, từ file RAW các bạn, khi các bạn lưu file ha, thì chúng ta sẽ chọn cái file, chọn đuôi là TIFF ngay phía dưới này. Đây, TIFF ha. Và sau đó chúng ta sẽ để cái dạng nén làm sao cho nó để chúng ta để là lossless ha, LZW. Đó, thì lúc đó cái hình của chúng ta nó vừa đủ nhẹ nhưng mà chất lượng nó vẫn ok. Nhưng mà tất nhiên mình nói rồi, nếu lỡ mà không có các bạn không có điều kiện, tức là chúng ta sử dụng ngay từ đầu cái hình chúng ta nhận được là hình JPEG chẳng hạn vậy, thì ok các bạn để JPEG không sao cả. Nhưng mà nếu tốt nhất á, để tốt nhất mà mình đang muốn nói tốt nhất, tức là khi các bạn có máy á, các bạn tự chụp, các bạn có file RAW, các bạn tự chỉnh và các bạn muốn in đó, thì có thể làm theo hai bước đó của mình. Đó là lưu ý số 2. Ok, lưu ý số 3, tìm cái nhà in nó chất lượng một chút xíu. Thì đây mình có một người in khá là có tâm ở bên anh Thanh Tùng. Anh đứng ngay bên cạnh mày luôn này. Đó, đây là anh Thanh Tùng. Các bạn có thể vô trang thanhtùng.com đó, thì vào ngay cái fanpage, cái website hoặc là cái fanpage của ông. Đây thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với anh Tùng. Ông này thì ông thoải mái tự nhiên lắm, cho nên là các bạn thích thì các bạn có thể trao đổi thoải mái. Tức là cái hình này của em in đang có đẹp hay không hay là như thế nào đó. Rồi tiếp theo nữa là lý do tại sao chúng ta cần phải chọn nhà in nó có tâm và có chất lượng cao chút xíu giống như mình giới thiệu. Tại vì mỗi cái hình của chúng ta á, chúng ta chỉnh máy rất là ok rồi, nhưng mà cuối cùng in ra nhìn nó nhạt tẹt à. Nó đặc biệt các bạn in hay in mấy cái hình mà 13, 18 hình nhỏ nhỏ đó, thì các bạn sẽ thấy là cái màu nó chả giống mẹ gì trên cái màn hình của chúng ta khi chúng ta chỉnh cả. Đó, nhìn lên thì nó rất là lung linh, huyền ảo, đẹp như này. Nhưng mà tới lúc chúng ta in ra nó không được như vậy. Đó, thì lý do là bởi vì người ta sử dụng cái máy in nó rất là củi bắp, máy in dạng công nghiệp mà đó, kiểu thế, Trung Quốc á, nói thẳng rất là tung cỏ vậy đó. Thì nó sẽ không ổn định, cái mực của nó sẽ không ổn định bằng với lại sử dụng những cái máy in mà dạng chất lượng cao như thế này. Như bên anh Tùng sử dụng là cái máy in này hình như không, ông nghe đồn loáng thoáng rồi đấy, hình như 30 tỷ cái máy này chẳng bạn. Không nhớ lắm, bao nhiêu nhỉ anh Tùng? Thôi kệ, không nói đâu, cái này giấu mà. Nhưng mà nói chung là cái máy này rất là mắc đó, thì tất nhiên tiền nào của nấy. Thì gọi là cái máy mắc vậy thôi, chứ còn cái giá in thì nó cũng không tới bao nhiêu cả. Và nó đảm bảo, mình nhìn vậy là mình biết mà, đảm bảo là tiền nào của nấy ha. Ở đây mình, các bạn có thể coi một vài cái mẫu mà mình in, show ra ở đây. Các bạn có thể coi một vài cái chất liệu trên cái giấy này. Đó, cái màu sắc các thứ đồ nó lên rất là ok. Mình nói rồi, tiền nào của nấy mà. Thì lúc đó các bạn mới cảm nhận được đúng cái câu mà mình hay nói với các bạn nghe đó. Chơi ảnh á, in ra cầm trên tay nó mới thấy sướng. Chứ còn các bạn bỏ ra
Chỉnh xong rồi để trên màn hình máy tính không thì nó cũng không có đã bằng đâu. Thề các bạn thử một lần đi. Nếu các bạn chưa từng thử, thử một lần đi. Mình nói thật luôn, đời người có lần thôi. Mua lỡ mua máy rồi, thử in một lần đi. Nó rất là khác biệt luôn đó, mình đảm bảo với các bạn luôn. Rồi đó, khi các bạn in ra các bạn sẽ thấy là ở cái hình của chúng ta khi mà được in với cái máy nó ok như vậy á, thì cái hình của chúng ta nó sẽ rất là ngon lành. Nó treo lên nhà không là thấy nó sang nhà lên luôn rồi. Đó, thì đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay. Ba cái lưu ý này là ba cái lưu ý ngắn gọn và đơn giản nhất. Rất nhiều bạn inbox trên fanpage của mình hỏi thì đây là cái video này là cái câu trả lời cho các bạn ha. Thì nó không có quá nhiều cái lưu ý để chúng ta cần phải làm. Tại vì đa số khi các bạn đã làm được như vậy rồi á, thì các bạn chỉ cần thao tác đủ cho mình ba bước đó thôi. Thì bên nhà in người ta sẽ tự lo để người ta đảm bảo là hình của các bạn ra, các bạn cầm trên tay các bạn cảm thấy thích nhất. Đó, thì đó là cái cách để chúng ta làm. Ok, đó là toàn bộ video này. Đừng quên like, subscribe, comment cho mình biết ở phía dưới á, là các bạn muốn mình làm về video gì, về chủ đề gì ở trong video tiếp theo ha. Bye bye.